À, xin chào tất cả quý vị nha. Hiện tại thì tôi đang ở công viên 23 tháng 9 quý vị. Bây giờ là 11 giờ trưa quý vị. Như vậy là còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là trao trả mặt bằng cho công viên quý vị ha. Đây là những cái xe của công viên họ chuẩn bị sẵn rồi quý vị ha. Rồi, còn 1 tiếng đồng hồ nữa. Tình hình quý vị thấy ha, năm nay nè, đào của bà con ngoài miền Bắc chở vào quý vị còn rất nhiều quý vị. Không biết bao nhiêu mà đếm. Từ đây dài ra tới ngay chỗ mặt tiền của đường Lê Lai quý vị ha, thì rất là nhiều, ngay chỗ khách sạn New World đó, còn nhiều lắm. Và trong cái phiên chợ, trong những cái giờ phút chót như thế này ha, thì cũng mừng khi mà bà con vẫn có nhiều người ra đây ủng hộ quý vị ha. Nhưng mà tình hình này đào quá chừng nhiều luôn quý vị, còn nhiều lắm. Nội khóm này không mình đếm cũng phải mấy trăm gốc đó quý vị. Bông nở hết rồi, người ta bọc trong cái túi ni lông màu trắng á. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật nhanh tình hình cho tất cả quý vị biết được cái tình hình chợ bông của công viên 23 tháng 9 quý vị ha. Thì khi mà quý vị thấy những hình ảnh này thì thật sự rất là buồn quý vị. Bởi vì từ miền Bắc chở vào á, nó không phải giống như miền Tây còn gần 1-200 cây số quý vị. Ở đây là bà con tuốt ngoài miền Bắc vào luôn. À, đối với chúng ta thì có thể là vài trăm ngàn hoặc là vài triệu, nhưng mà đây là cả tài sản quý vị ha. À, cây đào nhỏ nhỏ này mình có hỏi là giá sale còn lại là 200 quý vị, 200. Mấy cây nhỏ hơn còn 100, 150 quý vị ha. Như cây này cỡ cây này là 200 nè. À, mình quay lại cây này 200 rồi quý vị. Rồi mình đi tiếp quý vị ha. Trời ơi còn ê hề luôn quý vị ơi. Đây còn ê hề luôn. Như mấy cái cây này thì mình còn đem về mình sử dụng được quý vị. Lý do là nó này là mai mai chiếu thủy á, thì mình đem về được. Mini đó. Những sản phẩm này đem về dưỡng lại được không sao. Riêng hoa đào quý vị. Rồi mấy cây tắc này ha, thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Không biết qua đào là họ bán luôn hay là họ đem về quý vị. Còn tắc còn đào còn nhiều lắm. Ừ, đào rồi bây giờ. Đây là khách sạn New World nha quý vị. Bên cạnh bên hông khách sạn New World nghe chỗ đường Lê Lai á, thì đây quý vị xem cũng còn quá nhiều luôn. Góc này lớn lớn không quý vị. Bên đây là mai vàng. Cây này còn lại 4 triệu một cây. Đó quý vị, cây đào này cao cỡ cũng cả 2 mét mấy 3 mét mà 4 triệu một cây. Còn nhiều lắm quý vị. Mình thấy những cái tình hình như thế này á, thì mình rất buồn quý vị. Tại vì kinh tế như vậy là nó kéo theo quý vị ha. Chứ không phải mình nghĩ là mình không mua hoặc là mình không có làm gì hết mình sống được, không có đâu quý vị. Một nền kinh tế nó mang tính chất là nó kéo nhau đó, nó liên quan với nhau quý vị. Đây là phiên chợ cuối cùng quý vị. Nói chung là bông hoa cảnh còn ê hề quý vị ơi. Không biết sao mà nói. Để mình đi hướng này để mình vòng lên. Đây mai chiếu thủy. Năm nay quý vị thấy có một điều đó, đó là hình như là ví dụ như bà con tiểu thương bán không được đó, thì bà con gom hết lên xe quý vị. Mai vàng mini đẹp không? Còn nhiều lắm quý vị, cái chỗ mai vàng này còn nhiều lắm.
mình đi lại đoạn này cái một tí xíu quý vị ha. Còn khoảng 30 phút nữa là mặt bằng phải trả cho bên công viên quý vị ha. Nói chung năm nay thì nhìn bà con mà buôn bán qua cảnh quý vị thấy rất là buồn quý vị, tại vì bán không được. Đẹp quá. Còn điểm trưng bày ở đây quý vị, ngay chỗ cái đường hầm của ga Bến Thành quý vị ha. Nhàn thọ cúc còn rất là nhiều quý vị. Bên đây cũng còn nữa nè quý vị. Những chậu hoa cuối cùng ha. Tranh thủ chốt được đơn hàng nào thì chốt đơn hàng đó. Ở mặt trước còn nhiều luôn quý vị. Còn đây là khung cảnh mé bên đường Phạm Ngũ Lão nha quý vị ha. Rồi mình đi từ ngay chỗ đoạn đường Phạm Ngũ Lão vào, sau đó mình tới giữa công viên mình sẽ quẹo phải vào. Để bên trong còn một điểm trưng bày nữa quý vị thấy nè ha. Quá chừng cúc luôn, cúc bông giấy còn nhiều dữ lắm. Đó, như quý vị thấy nè, cúc như thế này thì bây giờ là bán được chỗ nào hay chỗ đó quý vị. Còn quá nhiều. Hồi nãy mình ở bên quận 7 cũng còn nhiều ha, thì qua bên đây còn nhiều, còn hơn bên kia nữa. Bây giờ còn 50.000 một cây quý vị ha, 150 về 3 cây nè, 3 cây cúc đẹp. 150 3 cây. Sổ luôn, còn bao nhiêu chậu đây về luôn. À, chỗ này bán cũng còn đâu 1, 2, 3, 4, 5. Chưa tới 20 chậu quá quý vị. Trăm rưỡi. Chị còn nhiêu đây hả chị? Mừng quá. Sổ tới bến luôn. Sổ tới bến luôn hả? Về đâu chị? Về đâu chị? Tiền Giang. À cũng gần. Thôi chúc mừng chị nha. Chứ này chắc đi về, đi Mũi Né luôn rồi. À đi Mũi Né hả? Đi Mũi Né. Thôi nha, bán vậy là cũng mừng rồi chị ơi. Hồi nãy em lên bên quận 7 á, khủng khiếp luôn. Dạ dạ. Đây có chỗ bán được, bán chỗ bán không quý vị ha. Nói chung là sổ rẻ tới cùng luôn quý vị. Còn nhiều cái gì ha, này bắp nữa nè, bắp rồi lúa nữa. Trời mấy cái cây hướng dương này là thua rồi quý vị ha, tình hình hướng dương mà nó héo luôn rồi nè, rủ luôn rồi. Cúc này còn bông còn đẹp nè, còn nguyên màu gà đỏ. Hướng dương còn nhiều quá chừng luôn. Hướng dương này tốt nè, này chân đẹp nè, còn tươi. Ôi, còn nhiều quá. Nè, nhây, nhây. Còn màu gà đẹp ghê chứ. Còn nhiều quá. Con vô mẹ đẹp 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 ha. Ở đây là tụi em gặp nè. 50 á.
Còn nhiều quá quý vị. Ngay ngay chỗ đoạn gốc của Phạm Ngũ Lão với Nguyễn Thị Nghĩa nè. Sổ rẻ luôn quý vị, còn khoảng tầm giá trung bình từ 50.000 thôi quý vị. Chậu to to đẹp đẹp thì còn giá khoảng 50.000 một cặp, 50.000 một chậu. Thì còn không bao lâu nữa hen, thì cái này phải bán cho bằng được hết chứ không để được quý vị, tại vì trả mặt bằng cho công viên quý vị ha. Thì ở đây người ta bắt đầu quét dọn đây nè. Ngay chỗ mình đi qua bên khu này tí xíu quý vị, bên khu này có một vườn mai vàng nè, còn y nguyên luôn quý vị. Thì chắc có lẽ là mình sẽ tạm dừng cái video này ở đây nha quý vị ha. Đây là toàn bộ không khí chợ hoa ở công viên 23 tháng 9 vào cái phiên chợ sáng cuối cùng của ngày 30 Tết quý vị. Nhìn chung năm nay là tình hình chợ hoa vô cùng ế ẩm quý vị, khắp các chợ quý vị. Trong số những chợ mà tôi đi quay cho quý vị thì tôi chỉ tâm đắc nhất là phía khu chợ ở bến Bình Đông quý vị ha. Còn đại đa số là tình hình là như thế này quý vị. Cuối năm mà như thế này thì thật sự phải nói rằng rất là buồn ha. Tại vì làm việc cả năm trời mà. Mai vàng, bonsai, đủ các kiểu hết. Trong đây còn nhạn thọ quá chừng luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ đi đến một cái ngôi chợ hoa khác để cập nhật cái tình hình cho tất cả quý vị cùng xem ha. Rồi cảm ơn tất cả quý vị nhiều. Happy Lunar New Year. Thank you, thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Vietnam, very nice. Yeah, thank you, thank you. Thank you, madam. Biển số này thành phố chắc Bình Lợi xuống à. Bên này Bình Lợi xuống anh hả? Bến Tre. Nói chung là bây giờ tới cái giờ phút này thì đây quý vị thấy những cái gốc mai đây thì nhà vườn á là họ nhổ lên luôn quý vị, tại vì họ về họ dưỡng lại được mà, nhổ lên về cắt tàn dưỡng lại được ha. Đây là một cái nhà vườn đến từ Bến Tre quý vị. Tới giờ phút này rồi quý vị, phút 99 rồi ha, không còn bao nhiêu nữa. Thì vẫn có người vào trong đây và họ yêu cầu là bớt đi quý vị. Thua rồi quý vị ơi ha. Thua rồi. Đây là những gốc này họ bỏ luôn quý vị ha. Đây là có những cái người họ thu gom nè. Đây là bỏ luôn rồi đó. Ngay chỗ cái đoạn chợ bán, ngay chỗ bán đào vẫn còn nhiều quý vị ha. Đào gốc này đẹp đẹp không này. Trong góc đẹp đó còn nhiều quá. Năm nay thì mình đi từ công viên Gia Định cho tới các cái công viên mà có bán đào quý vị thì hầu như là đào nó bung nở hết. Chỗ cúc kim cương này quý vị nhìn còn tươi còn nguyên á, bông còn búp nụ rất đẹp quý vị, nhưng mà bán không kịp quý vị ha, bán không kịp. Công viên 23 tháng 9 bán không kịp.
Trời ơi, nguyên cái vườn cúc này luôn quý vị, còn quá nhiều luôn quý vị ơi. Tình hình này coi nè quý vị, bây giờ là hơn 12 giờ rồi nha. Tôi mới coi lại đồng hồ á, đã hơn 12 giờ rồi quý vị. Và ở đây bảo vệ công viên á, họ đang đứng đây để chờ để bà con dọn dẹp xong hết quý vị. Đó, quý vị thấy cảnh này quý vị nghĩ sao quý vị? Rồi liệu cái tình hình này thì năm sau cái hội hoa xuân sẽ như thế nào quý vị?